mọi người nhé hôm nay thì em giới thiệu cho mọi người một cái mẫu laptop của samsung con này có thiết kế rất đẹp giá thì cực kỳ rẻ nhá con này em bán cho người giá là một triệu chín năm mươi giá này là đúng bằng cái giá ấy. em nhập ở bên hàn về nhá à, máy là máy của hàn nhá model của nó là năm không một giờ này Đấy, Máy thì thiết kế rất là đẹp, màn rộng 15.6 inch Đấy, Nhưng mà nó rất là nhẹ nhé Nhẹ chắc chỉ khoảng hơn 1kg một chút thôi Khoảng 1 cân 2 cân 3 thôi nhé Mà màn thì rất là rộng thiết kế rất là mỏng này các cổng kết nối của nó thì có chân sạc này mạng lan này vga này hdmi này usb này chân cắm tay nghe 3 5 nhá đằng trước mỏng nên nó không có cổng kết nối đâu cả bên này thì có khe cắm thể nhớ này usb nhá khe tản nhiệt này mọi người nhìn này sáng choang luôn không có một tí bụi bẩn han gì nào cả con này cam kết mọi người là zin nét một phần trăm nhá chưa can thiệp sửa chữa bất cứ một cái gì cả con này em mua hàng đấu giá ở bên Hàn nên là nó không có ổ cứng nhé bởi vì tất cả những cái công ty đấu giá ở bên Hàn mà bán máy ra ấy, thì đều không có ổ cứng vì những cái ổ cứng nó chứa dữ liệu của công ty họ nên là họ sợ bị mất dữ liệu, lộ dữ liệu của công ty nên là họ không uh, bán ổ cứng mà họ tháo ổ cứng ra. Đây là cái uh, tem đấu giá của họ này, họ không có ổ cứng nhé, Đấy, ổ cứng là không có này. Đấy, con này nó chạy ram ddr 4 và có hai thanh 4 g, tổng nó 8 g ram nhé. chạy chip core i ba sáu u này. Đó. và con này mọi người lấy thêm ổ cứng sd 128 gb thì mọi người thêm 200 000 nữa nhé còn ổ 256 gb thì mọi người thêm 400 000 nữa. À, giá 1 triệu 950 em bán cho người giá là chưa bao gồm ổ cứng và chưa bao gồm sạc nhé Đấy, mọi người lấy thêm ổ cứng. 1 à, 128 gb thì thêm 200 000 này và thêm sạc nữa là thêm 200 000 nữa. Đấy, nếu mà mọi người lấy ổ 128 gb và cộng với sạc nữa thì thêm 400 000 nữa. Thì tổng là con máy này nó giá của nó chỉ có rơi vào 2 triệu 350 thôi. Giá rất rẻ nhé cho một con máy thiết kế đẹp, mỏng nhẹ. À, màn hình rộng nhá à, con này màn rộng 15.6 inch đẹp không có một chút ám mố đâu cả à, bàn phím rất là đẹp nhé à, bàn phím của nó là bàn phím full size à, rất là phù hợp cho mọi người làm việc liên quan đến số nhất là những anh chị nào làm việc uh, kế toán ấy. À, rất là cần những cái bàn phím số này mình làm việc nó rất là nhanh à, tớt bát các thứ ok nhá à, con này uh, máy giá rẻ thôi nhưng mà camera micro, thứ đầy đủ hết nhé à, màn hình thì rất đẹp luôn giá này là giá siêu rẻ rồi đây là cái giá mà em bán cho người giá là không lợi nhuận luôn nhé giá không lợi nhuận tí nào luôn một triệu chín năm mươi em nhập bao nhiêu bán cho người bấy nhiêu thôi mọi người lấy thêm ổ thêm sạc thì tính thêm tiền ổ tiền sạc thôi ra giá, giá ổ giá sạc thì cũng là giá rất là rẻ rồi em nhập bao nhiêu em bán cho người bấy nhiêu SD 128 ghi mọi người thêm 200.000 SD 256 ghi thì thêm 400.000 còn sạc là 200.000 nhé đây cấu hình chi tiết của nó đây nhá à, con này nó chạy con chip có i3 6006u này ram 8 g và đang chạy windows 10 là 64 bit à, con này thì em đang lắp cho nó một cái ổ sd 128 g ssd, 128GB. SSD uh, con này nó chạy ổ sd nvme nhé nên là tốc độ của nó rất là nhanh mượt nhé à, và mọi người sử dụng uh, nhiều dữ liệu hơn thì mọi người có thể lắp thêm 256 g nhưng mà thực ra thì nếu mà mọi người không uh, dùng dữ liệu gì nhiều dùng các tác vụ văn phòng nghe nhạc xem phim các thứ thì ổ 128 nó cũng khá là ok màn rất là đẹp luôn màn cực kỳ đẹp nhé đây em sẽ vào thử youtube em nướt cho thử cho mọi người xem nhé đó. nói chung là để nghe nhạc xem phim từ các tác vụ văn phòng nó rất mượt luôn đây em sẽ nướt thử youtube cho mọi người này. Đấy, mở này nướt này chạy rất mượt luôn đó này này rất mượt nhé em sẽ nhấn thử một bài nhạc nhé này. mọi người thấy không nhấn là chạy nhấn nó chạy thôi Đấy. nhấn nó chạy không có bị đơ loát giật giật gì cả Đấy. nhấn nó chạy luôn này. Mặc dù là em nhấn những clip nó cũng rất là dài, nhấn là nó chạy thôi Nhấn nó chạy Chạy rất mượt nhé, mà giá thì cực kỳ rẻ Đấy. Nếu mà mọi người có ổ rồi thì Có sạc rồi thì mọi người mua cái giá chỉ có 1 triệu 950 thôi Còn mọi người không có ổ, không có sạc thì mọi người thêm 400 nghìn nữa thì Sở hữu một con máy Đây, như thế này nhé, như, như con này là đã hoàn thiện hết rồi, Đấy, đã nắp ổ rồi Đó. Thì, um là hai triệu ba năm mươi này, cả sạc nhé, cả sạc, còn nếu mà mọi người không lấy ổ thì không lấy sạc thì giá chỉ có một triệu chín năm mươi đấy em nhập nó không có ổ, tất cả những máy nhập hàng đấu giá ra thì đều không có ổ cả, Và máy thì đẹp keng luôn, những cái máy này thì nó rất là đẹp bởi vì họ rất ít sử dụng nhé, gần như là nhiều con không có sử dụng đến luôn đấy, vết xước này nó chỉ gọi là vết xước do vận chuyển Đói, nó va chạm nó hơi xước thôi chứ còn máy rất đẹp luôn Nếu mọi người lấy thì mọi người liên hệ qua zalo số 0344 99456 cho em nhé Ok cảm ơn nhé chào mọi người